Thank you and let's enjoy the game. Rất đông các cổ động viên Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia đã tới sân vận động quốc gia Campuchia để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn trong trận đấu thứ hai của đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng chung kết U22 Đông Nam Á. Và tất cả đang cùng chờ đợi sẽ có thêm một chiến thắng nữa dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Trên màn của quý vị và các bạn là đội hình xuất phát của đội tuyển Timor-Leste trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ thành mang áo số 1 Raul Fernandez, các cầu thủ số 3 Gutierrez Silva, số 6 Diaz Oliveira, số 7 tiền đạo đội trưởng Walter Gama, số 10 Henrique Cruz, số 13 Silva Moreira, số 14 Coneris Portela, số 16 Johannes Guzmão, số 18 Da Costa, số 22 Nelson Vegas và số 23 Osvaldo Belo. Huấn luyện viên trưởng của đội U22 Timor-Leste là huấn luyện viên người Nhật Bản Norio Sukitate. Còn vừa rồi trên màn hình của quý vị là đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ thành mang áo số 23 Phan Văn Biểu, các cầu thủ số 4 Nguyễn Văn Đạt, số 6 Bùi Tiến Dụng, số 7 Lê Minh Bình, số 8 Trần Thanh Sơn, mang bảng đội trưởng, số 12 Lương Hoàng Nam, số 16 Nguyễn Văn Hạnh, số 17 Phan Thanh Hậu, số 19 Trần Thanh Trung, số 21 Nguyễn Hùng Thiện Đức và cầu thủ mang áo số 22 Lê Văn Xuân, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Trọng tài chính điều khiển trận này là ông Abdul Hakim, người Brunei. Đã có những sự thay đổi khá lớn so với trận đầu ra quân. Đội tuyển Timor-Leste đã có tới 4 sự thay đổi. Hậu vệ Candido, người đã mắc khá nhiều những sai lầm ở trận thua trước cầu thủ Thái Lan, đã được thay ra. Và người thay anh là Jose Gutierrez Silva. Trong khi đó thì huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã đưa ra tới 6 sự thay đổi so với chiến thắng ở trận đấu ra quân. Ngô Tùng Quốc, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú, Bảo Toàn, Đức Nam và Hữu Thanh đã phải nhường chỗ cho Bùi Tiến Dụng, Lê Minh Bình, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Văn Hạnh, Trần Danh Trung và Thiện Đức. Và hy vọng điều đó sẽ tạo ra một thế trận khởi sắc cho đội tuyển U22 Việt Nam trước cao thủ U22 Timor-Leste. Đội bóng cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cao thủ U22 Thái Lan ở lượt trận đầu tiên. Những sự thay đổi rất lớn về mặt lực lượng, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã cho thấy quyết tâm của mình. Thời tiết mát mẻ sẽ là một yếu tố để cho đội tuyển U22 Việt Nam có thể có được một thế trận tốt và kết quả tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là cuộc so tài giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Timor-Leste đã được diễn ra. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam trong trang phục áo trắng sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của quý vị, trong khi U22 Timor-Leste trong trang phục áo đen đỏ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Trong thành phần của đội tuyển U22 Timor-Leste có khá nhiều cầu thủ đã tham dự đấu trường AFF Cup 2018 diễn ra vào năm ngoái. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là Henrique Cruz, một trong những ngôi sao sáng giá nhất thời điểm hiện tại của bóng đá Timor-Leste. Tiền đạo mang áo số 10 này ngày hôm nay cũng đã được tung ra sân trong đội hình chính thức của các cầu thủ Timor-Leste. Bên cạnh đó là Walter Gama, đội trưởng mang áo số 7 của cao thủ Timor-Leste. Cầu thủ này đã từng ghi bàn vào lưới của Indonesia và Singapore tại AFF Cup năm 2018. Và đây sẽ là những cầu thủ rất nguy hiểm mà hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải rất dè chừng. Một cầu thủ của U22 Timor-Leste đang bị đau và ngay lập tức đội ngũ y tế đã vào sân để chăm sóc. Một pha va chạm mạnh khiến cho Silva Moreira đã bị bất tỉnh.
Một pha va chạm giữa hai cầu thủ của U22 Timor-Leste. Có vẻ như Da Silva đã bị choáng. Ở trận đấu ra quân của mình, đội tuyển U22 Việt Nam trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là U22 Philippines. Nhưng phải rất khó khăn thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn mới có thể giành được chiến thắng với tỷ số 2-1. Lý giải cho chiến thắng có phần vất vả này, đó chính là việc chưa quen mặt sân. Mặt cỏ nhân tạo của sân vận động quốc gia của Campuchia ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam. Cùng với đó là điều kiện nhiệt độ thời tiết. Thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Philippines trong trận đấu ra quân là rất nóng. Ngày hôm nay trên hàng công của đội tuyển U22 Việt Nam có sự xuất hiện của Minh Bình và Danh Trung. Hai cầu thủ đã được tung vào sân trong hiệp 2 của cuối đầu với đội tuyển U22 Philippines và đã tạo ra sự khác biệt với hai bàn thắng để giúp cho U22 Việt Nam có được cuộc lội ngược dòng trước cầu thủ U22 Philippines để có được 3 điểm đầu tiên. Và ngày hôm nay thì Danh Trung và Minh Bình đã xuất hiện trong đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà hai cầu thủ này đã tạo nên ở lượt trận đầu tiên. Và đây sẽ là một cơ hội tiếp theo để Minh Bình và Danh Trung tiếp tục được thể hiện bản thân mình. Minh Bình, đồ chơi khôn ngoan và những pha chạy chỗ tốt của Danh Trung. Vừa rồi là một cơ hội được cầu thủ U22 Việt Nam tạo ra. Đường truyền vào trong là của Minh Bình. Ngày hôm nay với sự xuất hiện của Bùi Tiến Dụng thì Thanh Sơn sẽ được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, khi mà Bùi Tiến Dụng sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ. Sự xuất hiện của Tiến Dụng sẽ giúp cho mặt trận phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam cải thiện một cách đáng kể. Rõ ràng là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã đánh giá Timor-Leste cao hơn so với các cầu thủ Philippines khi mà ông bố trí hai tiền vệ trung tâm, đó là Thanh Sơn và Tiến Dụng. Đặc biệt là việc Tiến Dụng vào sân sẽ giúp cho tuyến giữa của chúng ta chắc chắn hơn, khi mà các cầu thủ Timor-Leste cũng đã thể hiện được sự nguy hiểm của mình trong trận đấu gặp cao thủ Thái Lan. Vừa rồi là đường truyền của Lưu Hoàng Nam. Một cầu thủ có kinh nghiệm đá ở V-League. Nguyễn Văn Hạnh ngày hôm nay sẽ đã trung vệ với Nguyễn Văn Đạt. Nguyễn Văn Hạnh, Lương Hoàng Nam và Lê Phạm Thành Long ở mùa giải năm nay sẽ tiếp tục khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng khi được câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cho mượn. Bùi Tiến Dụng cũng là một trong những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm của đội tuyển U22 Việt Nam. Mùa giải năm ngoái thì anh cũng đã ra sân 18 lần trong áo của câu lạc bộ SHB Nẵng tại đấu trường V-League. Một quả đá
phạt rất đáng chú ý dành cho đội tuyển U22 Việt Nam trong một thế trận mà đội bóng áo trắng ít nhiều gặp phải khó khăn trước sự quyết liệt của đội tuyển U22 Timor Leste. Đường truyền vừa rồi là của Lê Văn Xuân. Ngày hôm nay với sự xuất hiện của Nguyễn Hùng Thiện Đức thì Lê Văn Xuân được đẩy sang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Các cầu thủ của chúng ta cũng đã đang quen dần với việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Trước thềm giải đấu này thì các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã có trận hòa với tỷ số 1-1 trước câu lạc bộ Sài Gòn trên mặt sân cỏ nhân tạo, và đó cũng là trận đấu làm quen duy nhất của đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm U22 Đông Nam Á. Bóng nảy trên mặt sân cỏ nhân tạo không đều, và điều đó khiến cho các cầu thủ gặp khá nhiều những khó khăn trong việc phán đoán. Một điều đáng chú ý là thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo thì các cầu thủ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong những tình huống xoạc bóng. Những tình huống xoạc bóng của các cầu thủ rất dễ gây ra những chấn thương và những chảy máu. Thiện Đức, đây là dây chung. Cao thủ U22 Việt Nam của chúng ta đang chiếm lĩnh được thế trận trên sân với sự cầm nhịp rất tốt. Tuy nhiên những phương án tiếp cận với khung thành của Raul Fernandez vẫn chưa có nhiều những mảng miếng tấn công được tạo ra trong những phút đầu tiên của trận đấu. Thiện Đức. Bùi Tiến Dũng. Đường truyền dành cho Văn Hạnh. Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu giải bóng đá U22 Đông Nam Á năm 2019 sẽ là lực lượng nòng cốt trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam, cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào vòng loại của giải bóng đá U23 châu Á vào tháng 3 này. Tuy nhiên trong thành phần lực lượng của đội tuyển U22 Việt Nam ở giải đấu lần này, chúng ta thiếu vắng rất nhiều những trụ cột, có thể kể đến là Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng hay là Quang Hải. Tuyển U22 Việt Nam đang gặp phải ít nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đội tuyển U22 Timor Leste.
Cú phát bóng của Bùi Tiến Dũng. Đây là cơ hội dành cho các thủ U22 Việt Nam. Thiện Đức. Đáng tiếc trong tình huống vừa rồi thì Thiện Đức đã có một tình huống đỡ bóng không thật sự tốt. Điều đó đã khiến cho cơ hội của đội tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam đã bị thu hẹp một cách đáng kể. Rất hay. Dù chúng ta đang chiếm quyền kiểm soát bóng tốt hơn, tuy nhiên hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ cần phải rất dè chừng với những tình huống phản công của các cầu thủ Timor-Leste. Lúc này thì họ đang cắm hai cầu thủ trên hàng công, đó là số 10 Henrique Cruz và số 7 đội trưởng Walter Gama. Quả đá phạt vừa rồi của Bùi Tiến Dũng quá sâu. Trong bối cảnh đội tuyển U22 Việt Nam thiếu vắng rất nhiều trụ cột như là Văn Hậu hay là Quang Hải thì Bùi Tiến Dũng chính là một trong những trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải bóng đá U22 Đông Nam Á năm 2019. Bùi Tiến Dũng chính là một gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau thành tích giành ngôi Á quân tại giải bóng đá U23 châu Á năm 2018. Ở FHB Đà Nẵng thì Bùi Tiến Dũng cũng thường xuyên được thi đấu chính thức. Cầu thủ này ra sân và thi đấu 19 trên tổng số 26 trận ở mùa giải vừa qua cho câu lạc bộ FHB Đà Nẵng. Tiến Dũng rất nỗ lực. Thanh Sơn khi mất bóng thì đội tuyển U22 Timor-Leste cũng lùi về rất nhanh và điều đó khiến cho lúc này đội tuyển U22 Việt Nam gặp phải khá nhiều khó khăn. Chúng ta vẫn chưa thể tiếp cận sâu hơn về phía khung thành của Raul Fernandez. Timor-Leste đã bố trí một đội hình lùi sâu và lối chơi phòng ngự khá chặt của các cầu thủ Timor-Leste cũng đã khiến cho các cầu thủ của U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Vẫn là những cú phất bóng dài, đây là cơ hội. Một pha xử lý không được tốt của Phan Thanh Hậu. Hàng phòng ngự của Timor-Leste vừa rồi đã chơi rất tập trung. Gutierrez Silva, người đã thay thế cho Candido, đã áp sát rất nhanh sau pha bỏ lỡ vừa rồi của Phan Thanh Hậu. Chiếc thẻ vàng đầu tiên đã được trọng tài người Brunei rút ra. Đó là thẻ vàng dành cho cầu thủ áo số 23 Belo. Mười bảy phút thi đấu đầu tiên của trận đấu đã trôi qua. Đội tuyển U22 Việt Nam dù cầm bóng nhiều hơn nhưng lúc này những cơ hội mà đội bóng áo trắng tạo ra là không nhiều. Sẽ có một quả phạt góc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Trong một thế trận như thế này thì những tình huống cố định
với sự lên tham gia tấn công của những trung vệ có chiều cao rất tốt như là Văn Hạnh hay là Văn Đạt sẽ mở ra cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam. Văn Xuân sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đánh đầu! Đó là một tình huống phối hợp đá phạt góc rất tốt của các cầu thủ U22 Việt Nam. Và thiếu chút nữa, chúng ta đã có được bàn thắng nếu như cú chạm đầu thành công. Trong trận đấu gặp các cầu thủ U22 Philippines ở lượt trận đầu tiên thì đội tuyển U22 Việt Nam cũng có khá nhiều những tình huống bóng bổng kiểu như thế này. Trong trận đấu với đội tuyển U22 Philippines thì đội tuyển U22 Việt Nam tạo ra được rất nhiều cơ hội rõ ràng. Nhưng rất tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng của đội tuyển U22 của chúng ta không thực sự tạo ra được những bàn thắng, và phải nhờ đến sự xuất hiện của hai cầu thủ từ trên băng ghế dự bị là Minh Bình và Danh Trung thì chúng ta mới có được hai bàn thắng để có thể lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận đấu mở màn. Rõ ràng với những gì mà đội tuyển U22 Timor-Leste thể hiện cho đến lúc này thì việc họ chỉ để thua đội tuyển U22 Thái Lan với cách biệt một bàn trong trận đấu ra quân là một điều không quá bất ngờ. Danh Trung đã ở vào thế việt vị. Tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam đã phải lùi rất xa khung thành của đội tuyển U22 Timor-Leste để tìm kiếm bóng trong những tình huống vừa rồi. Mất bóng rất vô duyên của Phan Thanh Hậu. Walter Gama. Hàng phòng ngự của chúng ta cần phải rất đề phòng với Walter Gama. Botella. Hoàng Nam. Thành Sơn. Đường chuyền mở ra cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam. Pha bứt tốc của Phan Thanh Hậu không thể qua được pha truy cản của Da Silva Moreira. U22 Việt Nam của chúng ta vẫn đang cố gắng kéo giãn đội hình của các cầu thủ U22 Timor-Leste. Đội bóng của huấn luyện viên Norio Sukitate vẫn đang chơi rất tập trung ở bên phần sân nhà. Họ đang bố trí một đội hình thấp và đang gây ra rất nhiều những khó khăn cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Chúng ta vẫn chưa thể tiến sâu vào khu vực 16-50. Chúng ta đang được xem lại đường chuyền của Lê Văn Xuân. Trong những phút thi đấu vừa qua thì hai hậu vệ biên của chúng ta là Lê Văn Xuân và Thiện Đức rất tích cực lên tham gia tấn công. Và hai cầu thủ này thi đấu như hai tiền vệ trong những phút thi đấu vừa rồi của đội tuyển U22 Việt Nam. Việc hai cánh dâng cao
cũng tạo ra những cơ hội tấn công cho đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà các cầu thủ U22 Timor-Leste đang chủ động chơi thấp. Chúng ta cần phải rất dè chừng với những pha phản công của các cầu thủ U22 Timor-Leste, điều mà huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã chỉ ra cho các học trò trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Đường chuyền rất nguy hiểm. Đây là Henrique Cruz. Henrique Cruz. Vẫn là các cầu thủ Timor-Leste. Rất may cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Đường chuyền về quá vô duyên của Bùi Tiến Dụng đã khiến cho khung thành của U22 Việt Nam đã bị chao đảo trong tình huống vừa rồi. Rất may trong tình huống vừa rồi thì một cầu thủ của U22 Timor-Leste có vẻ như đã để bóng chạm tay. Nếu không thì không biết khung thành của đội tuyển U22 Việt Nam. Sẽ như thế nào đây? Người để bóng chạm tay là Henrique Cruz. Chúng ta vừa thấy được sự nguy hiểm của Henrique Cruz. Chân sút đã từng ghi 2 bàn để giúp cho đội tuyển Timor-Leste góp mặt tại AFF Cup 2018 sau thắng lợi 3-2 trước cầu thủ Brunei. Trận trước thì Henrique Cruz đã được dưỡng sức để dồn sức cho cuối đầu với U22 Việt Nam. Còn đây là đội trưởng Walter Gama, một trong cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía Timor-Leste ở trận đấu gặp U22 Thái Lan. Có vẻ như đội tuyển U22 Việt Nam đang mất bình tĩnh. Trong những tình huống xử lý bóng của mình thì các cầu thủ áo trắng thường xuyên đưa ra những quyết định rất vội vàng. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cần phải có những biện pháp để giúp cho tinh thần của đội tuyển U22 Việt Nam có thể tốt hơn trong những phút thi đấu vừa sau này. Nếu không muốn phải nhận một kết quả không tốt trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Văn Xuân. Walter Gama. Walter Gama rất khỏe. Đây là Henrique Cruz. Vừa rồi là một pha cắt bóng rất kịp thời của Văn Hạnh. Sau khi có được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của U22 Việt Nam, bây giờ các cầu thủ Timor-Leste đã bắt đầu tăng tốc. Rõ ràng dù có tới 6 sự thay đổi nhưng lúc này lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển U22 Timor-Leste. Pha bằng lên của Nielsen Vegas, đường chuyền vào. Những tình huống tấn công từ hai cánh của Timor-Leste luôn tiềm ẩn khá nhiều những sự nguy hiểm. Họ có Nielsen Vegas Portela bên phía hai cánh. Ngoài ra có sự cơ động của đội trưởng Walter Gama và một chân sút cũng luôn biết cách ghi bàn, đó là Henrique Cruz. Một đường chuyền rất thoáng. Đây là Thiện Đức. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Dù ở trong một tư thế rất thuận lợi nhưng Thiện Đức lại xử lý rất chậm chạp. Vẫn là những sự chắc chắn đến từ hàng phòng ngự của U22 Timor-Leste.
Họ vẫn đang chơi áp sát và gây ra nhiều khó khăn trong những tình huống phối hợp của các cầu thủ U22 Việt Nam. Phan Xuân vẫn là người thực hiện quả đá phạt góc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đánh đầu. Hàng phòng ngự của U22 Timor Leste vẫn đang chơi tập trung. Dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản Sugitate thì lối chơi của các cầu thủ Timor Leste chặt chẽ và kỷ luật hơn. Đây lại là lứa cầu thủ mà ông Sugitate đã dày công vun đắp tại đấu trường AFF Cup 2018. Thì đội tuyển Timor Leste cũng mang phần lớn là những cầu thủ trẻ, và đó là cơ hội để cho Henrique Cruz, Walter Gama có cơ hội để thể hiện mình và bước vào đấu trường U22. Thì đây mới là đấu trường thực sự dành cho những cầu thủ vẫn còn rất trẻ của các cầu thủ U22 Timor Leste. Họ đã chứng minh được thực lực của mình trong trận đấu với các cầu thủ U22 Thái Lan. Dù chỉ là một thất bại với tỷ số 0-1 thôi, nhưng đó là trận đấu mà các cầu thủ U22 Timor Leste đã có được một trận đấu tương đối song phẳng với ứng cử viên cho chức vô địch. Gần 2/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua. U22 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng tạo ra được những cơ hội chưa phải là rõ ràng. Minh Bình, dứt điểm không trúng đích của Minh Bình. Rõ ràng là huấn luyện viên Sugitate đã theo dõi rất kỹ lối chơi của các cầu thủ U22 Việt Nam. Khi mà Minh Bình hay là Danh Trung có bóng thì ngay lập tức luôn có các cầu thủ U22 Timor Leste theo kèm rất chặt. Và điều đó khiến chúng ta gặp khó trong việc phối hợp trước khu vực 16-50. U22 Việt Nam cần phải tập trung trong những tình huống như thế này. Rồi thì Thiện Đức đã có một pha bóng rất quyết đoán. Rõ ràng huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn không thể hài lòng với những gì mà các học trò của mình đang thể hiện cho đến lúc này. Chúng ta đang gặp phải một đối thủ có tổ chức tấn công cũng như là tổ chức trận đấu rất kỷ luật và chặt chẽ, và điều đó đã gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Trong đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam có lẽ thiếu vắng đáng chú ý nhất, một nhân tố mà chúng ta đang thiếu, đó chính là một cầu thủ có thể tạo ra được sự đột biến. Những cầu thủ như có lối chơi như là Quang Hải. Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền vừa rồi của Phan Thanh Hậu. Thanh Sơn. Vẫn là một thế trận rất bế tắc. Số lượng đông các cầu thủ U22 Timor Leste đang gây ra rất nhiều khó khăn. Minh Bình. Hey!
Portela, Walter Gama. Đây là Nelson Vegas. Nelson Vegas. Bóng vẫn trong chân Nelson Vegas. Rất may là vừa rồi cú dứt điểm của Nelson Vegas đã bị Nguyễn Văn Hạnh cản phá. Pha lấy bóng nhanh dành cho cao thủ U22 Việt Nam. Không được. Trước lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ của cao thủ U22 Timor Leste thì chúng ta cũng gặp khó trong việc tiếp cận với khung thành của Raul Fernandez. Chưa có nhiều những phương án tấn công dành cho cao thủ U22 Việt Nam. Đúng như anh Văn Hiến đã nói là chúng ta đang thiếu đi một cầu thủ có khả năng tạo ra sự đột biến. Chúng ta cần phải nhanh hơn trong những pha phối hợp như thế này để có thể xé toang được hàng phòng ngự số đông của cao thủ U22 Timor Leste. Pha phối hợp không hiểu ý nhau của cao thủ U22 Việt Nam. Đường chuyền không tốt của Lê Văn Xuân. Có lẽ trong hiệp thi đấu thứ hai, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ phải có những sự thay đổi người từ rất sớm để có thể cải thiện được tình hình. Trung và dứt điểm ngay của Danh Trung. Vừa rồi cũng là một phương án tấn công rất có nét của cao thủ U22 Việt Nam. Chúng ta cần phải tăng cường nhiều hơn nữa những pha phối hợp như thế này. Những cú sút như vừa rồi của Danh Trung dù không tạo ra được sự nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển U22 Timor Leste nhưng phần nào giúp cho tinh thần của đội tuyển U22 Việt Nam trở nên tốt hơn. Và che bóng rất khéo của cầu thủ mang áo số 13 Da Silva Moreira. Rõ ràng so với cao thủ U22 Philippines thì U22 Timor Leste chơi tốt hơn nhiều. Họ biết mình biết người, chơi kỷ luật và rất chắc chắn. Trong trận đấu gặp cao thủ U22 Philippines ở hiệp đấu đầu tiên thì chúng ta đã tạo ra được rất nhiều những cơ hội. Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay, trước lối chơi áp sát của mình thì U22 Timor Leste đã không cho cao thủ U22 Việt Nam có được cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Rất thiếu cảm giác. Những pha chuyền bóng và những pha khống chế của các cầu thủ áo trắng đang thiếu đi sự chính xác.
Đa phần các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đều ở độ tuổi dưới 20. Chính vì vậy tinh thần cũng như là tâm lý của các cầu thủ trẻ của chúng ta là một điều cần phải cải thiện qua từng giải đấu. Và những giải đấu như U22 Đông Nam Á như thế này sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam có được cơ hội cải thiện mình. Phút thứ 38 của hiệp thi đấu đầu tiên, tỷ số vẫn đang là không đều. Công bằng mà nói thì tốc độ trận đấu trong hiệp 1 là không thật sự cao. Rõ ràng U22 Việt Nam đang gặp bế tắc trong việc triển khai tấn công. Đối thủ U22 Timor Leste rất khỏe. Đang có một cầu thủ của U22 Timor Leste nằm sân. Nhưng trận đấu thì vẫn tiếp tục diễn ra. Đây là cơ hội. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Và người lập công là Trần Danh Trung. Bàn thắng là điều mà các cầu thủ U22 Việt Nam rất cần ở thời điểm hiện tại. Một sai lầm trong việc phối hợp giữa thủ môn và hậu vệ bên phía Timor Leste đã tạo cơ hội tuyệt vời để Danh Trung có được bàn thắng thứ hai của mình tại giải đấu năm nay. Một bàn thắng rất quan trọng để có thể khai mở thế trận và giải tỏa những sức ép cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Một sự xúc động trên khuôn mặt của Danh Trung. Sau khi ghi bàn thì Danh Trung có vẻ như đã khóc. Một bàn thắng rất quan trọng để cho đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Qua đó có thể giành được tấm vé để vào vòng bán kết của giải bóng đá U22 Đông Nam Á năm 2019. Phút thi đấu chính thức thứ 41, đội tuyển U22 Việt Nam tạm thời vừa lên dẫn trước đội tuyển U22 Timor Leste với tỷ số 1-0. Một bàn thắng rất dễ dàng dành cho Danh Trung trước khung thành đã bỏ trống. Một sai lầm hiếm hoi của cao thủ U22 Timor Leste và đã khiến họ phải trả một cái giá khá đắt. Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực, chơi chặt chẽ và kỷ luật, nhưng cuối cùng thì một sai lầm rất đáng trách đã khiến cho khung thành của U22 Timor Leste đã được mở ra. Và điều này cũng giúp cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cởi bỏ được nhiều áp lực để có thể tiếp tục hướng tới hiệp đấu thứ hai. Hy vọng khi mà áp lực đã được cởi bỏ thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chơi thanh thoát hơn và sẽ có thêm những bàn thắng. Đức đã phối hợp rất hay. Tuy nhiên đường truyền của Thanh Hậu là không thật sự tốt. Phan Thanh Hậu cần phải quyết đoán hơn trong những pha xử lý của mình.
Thời gian đang trôi về những phút cuối của hiệp 1. Và lúc này thì đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đang dẫn trước đối phương với tỷ số 1-0. Một bàn thắng rất quan trọng của Danh Trung. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của Danh Trung. Bàn thắng đến ở một thời điểm cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta đang gặp rất nhiều bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành của Raul Fernandez. Quả bóng không hiểu ý giữa Raul Fernandez và Da Costa đã giúp cho Thành Trung có một bàn thắng khá dễ dàng. Thành Sơn. Lê Văn Xuân. Một chuyền không tốt. Rồi là một pha xử lý khôn ngoan của hậu vệ Văn Hạnh. Văn Hạnh là cầu thủ gốc Nghệ An. Anh vừa mới cùng U21 Hoàng Gia Lai vô địch giải U21 quốc gia. Và tại V-League năm 2018 trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì Văn Hạnh cũng đã được trao những cơ hội với 8 trận đấu ở mùa giải đã qua. Còn năm nay thì Văn Hạnh sẽ thi đấu trong áo của câu lạc bộ Hải Phòng. Phối hợp rất hay. Dứt điểm. Một tình huống hơi đồng đội của Phan Thanh Hậu. Rất đáng tiếc ở cú dứt điểm cuối cùng thì Lương Hoàng Nam lại không có được một tình huống tiếp bóng tốt. Đó là một cơ hội hiếm hoi sau bàn thắng của Danh Trung chúng ta có được trước khung thành của U22 Timor Leste. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa tình huống này. Phan Thành Hậu đã quan sát tốt khi thấy Lương Hoàng Nam ở một vị trí không ai kèm. Một pha phối hợp có nét hiếm hoi của đội tuyển U22 Việt Nam. Nếu như có được bàn thắng thứ hai thì U22 Việt Nam sẽ giành chân hơn rất nhiều trong hiệp đấu thứ hai để có thể có những toan tính về mặt nhân sự cho trận đấu tiếp theo gặp U22 Thái Lan. Vẫn là cao thủ U22 Việt Nam. Minh Bình. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Lương Hoàng Nam dứt điểm. Không vào. Một pha phối hợp tốt của các cầu thủ U22 Việt Nam. Như vậy đúng này thì trọng tài Abdul Hakim đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên cuối đầu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Timor Leste. Hiệp 1 đã khép lại với phần thắng tạm nghiêng về cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, với pha lập công duy nhất của Danh Trung. Một bàn thắng quan trọng đã mở ra những phút cuối hiệp 1 rất tưng bừng dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Tiếc rằng Lương Hoàng Nam và Danh Trung đã chưa thể tận dụng thành công. Quý vị và các bạn khán giả truyền hình thân mến, chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2 của trận đấu này. Môn và một
cầu thủ của U22 Timor-Leste. U22 Việt Nam gặp khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên bởi cao thủ Timor-Leste đã tổ chức trận đấu rất chặt chẽ và kỷ luật. Điều đó đã khiến cho cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với khung thành của Raul Fernandez. Tuy nhiên chúng ta cuối cùng cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công dễ dàng của Trần Danh Trung. Sau đó thì U22 Việt Nam đã tạo ra 5 phút cuối trận đầy sóng gió trước khung thành của U22 Timor-Leste. Tiếc rằng Lương Hoàng Nam và Danh Trung đã không thể tận dụng thêm được những cơ hội sau những tình huống rất nguy hiểm để có thể tạo lập thêm thế dẫn bàn. Nhưng dù sao nữa thì với việc có được bàn thắng mở tỷ số cũng đã giải tỏa rất nhiều những sức ép cho cao thủ U22 Việt Nam trước khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Cú phất bóng của đội trưởng Thanh Sơn rất hay. Goal! Không được. Đó là cơ hội được dành cho Danh Trung. Tuy nhiên là hàng phòng ngự của U22 Timor-Leste đã áp sát rất nhanh. Như vậy là ngay trong những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai thì cao thủ U22 Việt Nam đã có liền hai cơ hội được dành cho hai tiền đạo, đó là Minh Bình và Danh Trung. Thế trận dành cho đội tuyển U22 Việt Nam đã trở nên khởi sắc hơn rất nhiều. Một phần là bởi chúng ta đã có được bàn thắng mở tỷ số ở những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên. Đây là Danh Trung. Vẫn là Danh Trung, cơ hội dứt điểm. Rất đáng tiếc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Liên tiếp là những tình huống tấn công nguy hiểm được các cầu thủ áo trắng tạo ra ở những phút đầu của hiệp thi đấu thứ hai. Chúng ta đã có 3 cơ hội rồi. Không phải là những cú phất bóng dài giống như trong hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta đã có những sự sáng tạo hơn trong việc tiếp cận với khung thành của Raul Fernandez. Tình huống trồng biên phối hợp ngắn đã giúp cho cầu thủ U22 Việt Nam có được rất nhiều những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U22 Timor-Leste. Nhưng tiếc rằng Minh Bình và Danh Trung vẫn chưa thể tiếp tục giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam có được thêm những bàn thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa những nỗ lực sức dướn của Danh Trung và cơ hội đã được dành cho Minh Bình. Cú dứt điểm của Minh Bình là tương đối hiểm hóc nhưng vẫn chưa thể vượt qua được bàn tay của Raul Fernandez. Nguy hiểm. Hàng phòng ngự của chúng ta vừa rồi đã để cho Henrique Cruz khá thoải mái trong việc tung ra cuối đầu. Hàng công của đội tuyển U22 Việt Nam đã chơi khởi sắc trong những phút đầu của hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng hàng phòng ngự của chúng ta cần phải chơi tập trung. Bởi chỉ cần một tình huống mắc sai lầm thôi thì chúng ta cũng sẽ phải trả giá như những gì mà đội tuyển U22 Timor-Leste đã gặp phải trong hiệp đấu đầu tiên. Một pha dứt điểm ngay. Pha dứt điểm khá nguy hiểm vừa rồi là của Belo. Trong hiệp đấu đầu tiên thì thủ thành Phan Văn Biểu của đội tuyển U22 Việt Nam không phải làm được quá nhiều khi mà đội tuyển U22 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn. Chỉ có điều khi mà đội tuyển U22 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ lại không tạo ra được những tình huống tấn công nguy hiểm. Trong hiệp 1 thì U22 Việt Nam còn gặp may nữa, anh Văn Hiến ạ. Nếu như bóng không chạm vào tay của Henrique Cruz, có lẽ
Ở tình huống đó, mảnh lưới của Phan Biểu đã bị rung lên rồi. Lương Hoàng Nam cũng đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc ở cuối hiệp 1. Rồi sau đó thì anh tiếp tục có một pha đột phá trong khu vực 16-50 của các cầu thủ U22 Timor-Leste trước khi tạo cơ hội cho Danh Trung. Thiện Đức. Vẫn là đội tuyển U22 Việt Nam. Phan Thành Hậu. Cơ hội. Trong tình huống vừa rồi thì thủ thành Fernandez đã chơi tập trung. Một tình huống tấn công của U22 Timor-Leste. Sơn. Sẽ có một quả phạt góc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Những nỗ lực của Thành Trình giúp cho đội bóng trắng có được một quả phạt góc. Đánh đầu. Vừa rồi tiếp tục là pha dứt điểm của Danh Trung. Gần 10 phút thi đấu chính thức của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. U22 Việt Nam đang chơi tốt hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Những cơ hội đã rõ ràng hơn. Tức là những pha dứt điểm cuối cùng của U22 Việt Nam vẫn chưa giành chiến thắng trước thủ môn bên phía đội tuyển U22 Timor-Leste. Ta đang có hơi ít các cầu thủ ở trong khu vực 16-50. Rồi là đường chuyền vào trong của Minh Bình. Đường chuyền của Belo, bóng đã chạm vào trọng tài Abdul Hakim. Pha lên bóng của cao thủ U22 Timor-Leste đã bị bẻ gãy. Belo. Portela. Kỹ thuật của Portela là rất tốt. U22 Việt Nam có sự thay đổi người. Nguyễn Hữu Thắng được tung vào sân. Người ra sân là Lương Hoàng Nam. Lương Hoàng Nam có vẻ như đã gặp phải chấn thương. Một sự thay đổi người trên hàng tiền vệ. U22 Timor-Leste cũng có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 22 Viergat rời sân. Người được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 17
Jose Cao. Pha dứt điểm từ rất xa. Pha chạm bóng đầu tiên của Hữu Thắng. Trong hiệp đấu thứ hai này thì các cầu thủ của U22 Timor Leste sẽ cần phải dâng cao để nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số, và đó sẽ là cơ hội để cho các chân sút của chúng ta tiếp tục có được những bàn thắng để nới rộng cách biệt. Tuy nhiên là hàng công của U22 Việt Nam sẽ cần phải chỉnh lại thước ngắm sau rất nhiều những cơ hội đã bị bỏ qua. Trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ U22 Timor Leste cũng không còn có nhiều đất diễn giống như là ở trong trận đấu gặp U22 Thái Lan nữa. Thiện Đức. Phan Thành Hậu. Vẫn là Phan Thành Hậu. Cơ hội dứt điểm. Văn Xuân. Và dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Văn Xuân. Lực sút là rất tốt, nhưng độ chính xác trong pha dứt điểm vừa rồi thì cần phải xem lại. Hàng phòng ngự của U22 Timor Leste đã chơi khá thiếu tập trung, để cho Phan Thành Hậu quá thoải mái trong việc đi bóng và thực hiện đường truyền. Rất đáng tiếc là Lê Văn Xuân lại tung ra một cú dứt điểm, bóng đi vọt sang ngang không thành của Raul Fernandez. Hữu Thắng. Lê Văn Xuân. Hôm nay Lê Văn Xuân thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải và anh tiếp tục cho thấy được thể lực bền bỉ của mình. Cầu thủ mà áo số 22 của đội tuyển U22 Việt Nam lên công về thủ không biết mệt mỏi và tạo ra những cơ hội cho đồng đội. Hữu Thắng sẽ có một quả đá phạt góc dành cho U22 Việt Nam sau nỗ lực vừa rồi của Hữu Thắng. Rất nhiều các tình huống phạt góc được dành cho đội tuyển U22 Việt Nam, nhưng đến lúc này các cầu thủ áo trắng vẫn chưa một lần tận dụng thành công. Và cũng có những cầu thủ có thể rất cao như cặp trung vệ Văn Hạnh hay là Văn Đạt. Van Tơ Gama đưa chuyền dành cho Henrique Cruz. Lê Văn Xuân vừa rồi đã cản phá rất chính xác tình huống phát động tấn công của cầu thủ Timor Leste, và bây giờ là cơ hội dành cho Danh Trung. 2-0 dành cho U22 Việt Nam. Một pha xử lý rất ấn tượng của Danh Trung. Nếu như bàn thắng đầu tiên khá dễ dàng thì bàn thắng thứ hai Danh Trung đã thể hiện được sức cản lướt và khả năng dứt điểm cực tốt của mình. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa bàn thắng này. Pha đi bóng loại bỏ hàng phòng ngự của U22 Timor Leste trước khi găm bóng vào góc xa khung thành của Raul Fernandez.
để giúp cho U22 Việt Nam có được bàn thắng thứ hai. Và đây cũng là pha lập công thứ ba của Trần Danh Trung tại giải đấu năm nay. Sau rất nhiều cơ hội, đội tuyển U22 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Pha dứt điểm rất gọn gàng. 2-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam ở phút thi đấu chính thức thứ 63. Thi đấu rất nỗ lực, Danh Trung đã có được bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay và là bàn thắng thứ ba của cầu thủ này tại giải bóng đá U22 Đông Nam Á năm 2019. Phan Văn Biểu cũng cho thấy được khả năng của mình trong pha bắt bóng vừa rồi. Đường chuyền, cơ hội, Danh Trung. Đáng tiếc là pha dứt điểm của Danh Trung đã đưa bóng đi quá cao. Đó là một pha sửa bóng thiếu chính xác của Trần Danh Trung. Rõ ràng lối chơi của cao thủ U22 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai có đường nét hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta đã có nhiều những tình huống phối hợp tấn công đa dạng hơn và sắc nét hơn. Bàn thắng thứ hai của Trần Danh Trung cũng đã mở toang cánh cửa vào bán kết cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Danh Trung sẽ có một quả đá phạt dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Như vậy là sau khi có được bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay thì Danh Trung đã được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho ra nghỉ và người thành sẽ là Lê Xuân Tú. Một màn trình diễn rất ấn tượng của Trần Danh Trung. Trong trận đấu đầu tiên thì anh vào sân từ băng ghế dự bị và đã có được bàn thắng để giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam ngược dòng thành công trước cao thủ Philippines. Và trong trận này thì Danh Trung đã tiếp tục thể hiện được khả năng ghi bàn của mình với một cú đúp để giúp cho U22 Việt Nam lúc này đang tạm thời dẫn trước cao thủ U22 Timor Leste với tỷ số 2-0. Trong những thế trận bế tắc thì Danh Trung đã cho thấy được bản năng của mình, bản năng ghi bàn và những pha dứt điểm rất chính xác. Dù tung ra không quá nhiều pha dứt điểm về phía khung thành của đối phương nhưng hiệu suất của Danh Trung là rất ấn tượng. 3 bàn thắng cho đến lúc này tại giải bóng đá U22 Đông Nam Á đã cho thấy được khả năng dứt điểm của cầu thủ mang áo số 19 bên phía đội tuyển U22 Việt Nam. Rõ ràng là sau thành công của các đội tuyển Việt Nam trong một năm vừa qua cũng đã tạo ra những nguồn cảm hứng rất lớn và bóng đá trẻ bây giờ đã được quan tâm nhiều hơn.
Đây sẽ là lứa cầu thủ để chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 30 tại Philippines và SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam. U22 Việt Nam đang dẫn trước U22 Timor Leste với cách biệt 2 bàn. Nhưng công bằng mà nói, lúc này thì đội tuyển U22 Việt Nam có một trận đấu không thật sự ấn tượng. Johannes. Đây là côn xê cao. Dias Oliveira đã phải rời sân để nhường chỗ cho Musino De Lima trong trận đấu gặp cao thủ U22 Thái Lan. De Lima cũng là người một trong những cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trên hàng công của các cầu thủ U22 Timor Leste. Và trong trận đấu gặp U22 Việt Nam thì phải sang tới hiệp 2 De Lima mới được tung vào sân. Huấn luyện viên Norio Sugitate đang muốn tăng cường thêm hỏa lực trên hàng công để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Và De Lima rõ ràng là một trong những cầu thủ có thể đáp ứng được những yêu cầu từ ông thầy người Nhật Bản. Sở hữu tốc độ, sức can lướt và khả năng dứt điểm rất tốt. De Lima sẽ là một trong những cầu thủ mà hàng phòng ngự của chúng ta cũng phải rất dè chừng. Người hữu thắng Xuân Tú, cầu thủ vừa mới được tung vào sân. Sẽ có quả ném biên dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Minh Bình đứng chuyền, cơ hội. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng cho đội tuyển U22 Việt Nam. Một pha phá bóng của Gutierrez Silva thiếu chút nữa đã trở thành bàn đá phản lưới nha. Rất may là bóng đã dội trúng vào cột dọc khung thành của Fernandez. Pha lấy bóng nhanh của cầu thủ U22 Việt Nam. Đây là côn xê cao. Lima đã rơi vào thế việt vị trong hiệp đấu đầu tiên. Thì Henrique Cruz, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của U22 Timor Leste, đã không có nhiều những cơ hội. Chúng ta đang được xem lại một lần nữa đường chuyền rất khó chịu vào trong của Minh Bình. Hữu Thắng và đi bóng vào sâu của Hữu Thắng. Dứt điểm không vào. Đó là pha xử lý của Lê Xuân Tú. Lê Xuân Tú đã có cơ hội tuyệt vời kể từ khi được tung vào sân. Xuân Tú là cầu thủ đã thi đấu rất tốt trong áo của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á hồi năm ngoái, và anh cũng là một trong những cầu thủ đã có được bàn thắng vào lưới của U19 Hàn Quốc. Chúng ta đang được xem lại và phối hợp rất hay của các cầu thủ U22 Việt Nam. Tiếc là Lê Xuân Tú đã không thể có được một cú dứt điểm chính xác. Đúng là khi đã cởi bỏ được những áp lực thì U22 Việt Nam đã thi đấu hay hơn hẳn, hấp dẫn hơn hẳn so với những gì mà chúng ta đã thể hiện trong trận đấu đầu tiên. Đây tình huống tấn công của côn xê cao.
Hữu Thắng. Chuyển rất điệu nghệ của Hữu Thắng. Vẫn là Hữu Thắng. Xuân Tú. Thái Sơn. Dứt điểm ngay. Vẫn là đội tuyển U22 Việt Nam. Thành Hậu, bóng vẫn còn trong sân. U22 Việt Nam đang ép sân. Trường Walter Gama đã phải lùi về rất sâu để lấy bóng. Tuyến giữa của U22 Việt Nam đã hoạt động rất tốt. Chúng ta đã ngăn cản và cắt đứt mối liên lạc giữa hàng tiền vệ và hàng công của các cầu thủ U22 Timor Leste. Diễn ra hấp dẫn hơn khi mà U22 Timor Leste buộc phải đẩy cao đội hình. Còn các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta vẫn đang rất bình tĩnh triển khai thế trận. Bùi Tiến Dũng, Thanh Sơn, thủ truyền dành cho Lê Xuân Tú. Xuân Tú, Xuân Tú định truyền ngược về cho Minh Bình, nhưng hàng phòng ngự của Timor Leste vừa rồi đã chơi tập trung. Có sự thay đổi người tiếp theo, Lê Minh Bình rời sân. Cầu thủ vào sân là Trần Bảo Toàn. Việt Nam đánh đầu rất nguy hiểm, không vào, vẫn còn cơ hội, vẫn không vào. Rất đáng tiếc cho U22 Việt Nam. Và dứt điểm cuối cùng là của Lê Xuân Tú. Vẫn chưa có bàn thắng thứ ba cho cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. May mắn đã mỉm cười với đội tuyển U22 Timor Leste. Bóng đã hai lần chạm xà ngang và cột dọc. Người đầu tiên dứt điểm trúng xà ngang là Lê Xuân Tú, và anh cũng là người dứt điểm cuối cùng trong tình huống lộn xộn trước khung thành của Raul Fernandez. Và thật đáng tiếc là Xuân Tú vẫn chưa thể có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Kể từ khi vào sân thì Xuân Tú đã có ít nhất là hai cơ hội rất rõ ràng. Thank you.
Phan Thành Hậu đang di chuyển. Rất hay. Dứt điểm. Không phải là cú dứt điểm. Vẫn là đội tuyển U22 Việt Nam. Phan Thành Hậu có những pha xử lý rất khéo léo. Đúng là bóng này ở trên sân cỏ nhân tạo rất khó đoán được quỹ đạo. Đây là Thành Sơn phản công cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hữu Thắng dứt điểm. Một pha xử lý bóng cơ bản. Đáng tiếc là pha dứt điểm của Hữu Thắng, bóng đi không thật sự hiểm hóc, và điều đó tạo ra cho thủ môn bên phía đội tuyển U22 Timor Leste có được một tình huống đá bóng tốt. Chúng ta đang được xem lại pha dứt điểm của Hữu Thắng, rồi ngay sau đó thì Hữu Thắng lại có một tình huống cản lướt rất tốt trước khu vực 16-50. Chưa thể có thêm bàn thắng dành cho cầu thủ U22 Việt Nam. Một trận đấu mà chúng ta đã tạo ra được hàng tá những cơ hội trước khung thành của Raúl Fernández, nhưng mới chỉ ghi được 2 bàn và cú đúp bàn thắng đều thuộc về Danh Trung, cầu thủ đã được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho ra nghỉ. Thành Sơn cú phất bóng dài, vẫn là cao thủ U22 Việt Nam. Lê Văn Xuân tông vào, lại là cú dứt điểm của Lê Xuân Tú. 3 cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của Lê Xuân Tú. Khả năng dứt điểm vẫn là một trong những điểm yếu của các cầu thủ U22 Việt Nam. Nếu chúng ta biết chắt chiu cơ hội chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm. Thì bây giờ tỷ số có thể đó là 5-0 dành cho U22 Việt Nam rồi. Chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa cho cuộc so tài giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Timor Leste. Để cho huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đang dẫn trước U22 Timor Leste với tỷ số 2-0. Cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam. Vừa rồi là một pha bóng lưỡng lự của thủ thành Raúl Fernández. Bàn thắng cho riêng mình. Pha xử lý rất khéo léo của cầu thủ mặc áo số 17. Pha dứt điểm cũng là rất tốt. Trước đó chúng ta phải kể đến sự nỗ lực và đường chuyền dài vượt tuyến của Lê Văn Xuân.
Phan Thành Hậu dù ở những phút thi đấu cuối trận rồi, nhưng cầu thủ này vẫn cho thấy được tốc độ rất tốt của mình. Không, khi mà thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, là một tỷ số an toàn cho đội tuyển U22 Việt Nam cho đến lúc này. Tấm vé vào vòng bán kết dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đang là rất lớn. Một thi đấu chính thức thứ 85, phạt góc cho U22 Timor Leste. Xuân, Xuân Tú, cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hữu Thắng dứt điểm, rất đáng tiếc. Trong tình huống đối mặt thì Hữu Thắng đã có một pha dứt điểm đi quá cao. Sự đáng tiếc trên khuôn mặt của cầu thủ mặc áo số 15. Sau khi dứt điểm thì Hữu Thắng đã nhìn về phía mặt sân. Có vẻ như mặt sân cỏ nhân tạo đã khiến cho pha dứt điểm của Hữu Thắng đi không đúng với ý đồ của cầu thủ này. Thời gian đang trôi về những phút cuối của hiệp đấu thứ hai, và lúc này U22 Việt Nam của chúng ta đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Walter Gama, cơ hội dành cho cao thủ U22 Timor Leste, nhưng ở tình huống băng lên vừa rồi thì Lima đã rơi vào thế việt vị. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa pha xử lý rất điệu nghệ của Phan Thanh Hậu, đưa vào danh sách 40 cầu thủ trẻ giàu triển vọng của bóng đá thế giới. Tuy nhiên sau đó thì Phan Thanh Hậu với thể hình mỏng cơm của mình đã không có được những sự phát triển tốt so với các đồng đội của mình ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ thì Phan Thanh Hậu đang cố gắng lấy lại hình ảnh của mình. Cầu thủ này vẫn giữ được sự khéo léo và kỹ thuật trong lối chơi. Tiếp tục là một cơ hội dành cho U22 Việt Nam. Không vào. Thêm một lần nữa thì bóng cơ hội lại trôi qua trước mũi giày của Lê Xuân Tú. Lê Xuân Tú vẫn chưa có duyên với khung thành của U22 Timor Leste. Sút cận thành cũng có, sút xa cũng có. Những cơ hội rõ ràng cũng có, nhưng Xuân Tú vẫn chưa thể nào có thể có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Thời gian của trận đấu đã trôi về những phút cuối cùng rồi. Việc ghi bàn trong những phút thi đấu còn lại không mang ý nghĩa quá lớn về mặt điểm số, nhưng sẽ giúp cho các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam có được những lợi ích về mặt tinh thần, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ.
Xuân Tú Bảo Toàn. Cần phải có những bàn thắng để có thể giải tỏa được sức ép. Dứt điểm. Không phải. Và xử lý của Thanh Sơn. Xuân Văn Xuân. Bảo Toàn. Những thi đấu chính thức cuối cùng. U22 Việt Nam đang ở rất gần chiến thắng. Hà Thành Hậu. Xuân Tú. Người truyền thiếu cảm giác của Xuân Tú. Còn ít giây nữa thôi thì những phút thi đấu chính thức của cuộc so tài giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Timor Leste sẽ kết thúc. Bảo Toàn. Cơi. Lại là Xuân Tú. Lần này là một cú đánh đầu. Những cầu thủ mà áo số 9 bên phía đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa có được cái duyên ghi bàn của mình. Liên tiếp là những cơ hội cho Lê Xuân Tú. Việt Nam vẫn đang thi đấu rất quyết tâm. Dù cho thời gian thi đấu của trận đấu không còn nhiều. Đây là Xuân Tú. Tiến Dụng. Nguyễn Đức. Trần Thanh Sơn. Bảo Toàn. Phát Thanh Hậu. Và vừa hợp rất hay. Thanh Hậu. Vẫn còn. Dứt điểm. Dứt điểm rất căng. Đó là pha dứt điểm của Lê Văn Xuân. Rồi thì thủ thành Phan Văn Biểu đã có một pha băng ra rất nhanh, khiến cho cơ hội của đội tuyển U22 Timor Leste đã trôi qua. Văn Xuân. Đây là pha thành công, vẫn là pha thành công.
Những pha xử lý rất nóng nóng của thủ thành bên phía đội tuyển U22 Timor Leste, Raul Fernandez. Phút bù giờ thứ 5 rồi. Văn Hạnh. Lúc này ngay cả một trung vệ như Văn Hạnh cũng lên tham gia tấn công. Hữu Thắng. Dứt điểm. Không vào. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 4 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Sau rất nhiều những cơ hội thì cuối cùng Lê Xuân Tú đã có được bàn thắng cho riêng mình. 4-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Liên tiếp là những pha phối hợp rất đẹp mắt của đội tuyển U22 Việt Nam. Pha dứt điểm từ xa là của Thanh Sơn. Thủ thành Raul Fernandez đã không thể có được một tình huống cản phá chính xác, và đó tạo điều kiện cho Lê Xuân Tú có được bàn thắng thứ 4 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Như vậy là trọng tài chính ông Abdul Hakim đã thổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của cuộc so tài giữa đội tuyển U22 Timor Leste và đội tuyển U22 Việt Nam. Kết quả cuối cùng, đội tuyển U22 Việt Nam vượt qua đội tuyển U22 Timor Leste với tỷ số 4-0, với hai pha lập công của Trần Danh Trung, một bàn thắng của Phan Thanh Hậu và bàn thắng cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay thuộc về Lê Xuân Tú. Giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức giành quyền vào bán kết của giải bóng đá U22 Đông Nam Á năm 2019 cùng với đội tuyển U22 Thái Lan. Quý vị truyền hình thân mến, buổi tường thuật trực tiếp của so tài giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Timor Leste của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.